Xe này xe gì? Dạ, cái xe này hiệu gì cũng không biết luôn. Chỉ dạ. biết là của ông nội, gia đình ngày xưa ông nội để lại. Được ông nội để lại siêu xe trùm mền, chàng trai chốt giá 20 cây vàng mới bán. Mới đây, một người đàn ông đã khiến cho dân tình không khỏi bất ngờ khi khoe nhẹ món quà mà ông nội để lại cho gia đình mình. Đó là một chiếc xe có vẻ ngoài rất sang trọng. Đáng nói, theo lời chủ clip, chiếc xe này từng được mua với giá 20 cây vàng. Qua đoạn clip có thể thấy chiếc xe được người đàn ông bảo quản rất cẩn thận. Dù bị phủ bụi, thế nhưng ngoại hình của chiếc xe vẫn rất đẹp mắt. Chỉ cần nhìn qua, người xem cũng có thể nhận ra chiếc ô tô này có giá trị không tầm thường. Đặc biệt là màu sơn đỏ của xe vô cùng sang trọng và nổi bật. Rất có thể đây còn là hàng hiếm, hiện tại rất khó tìm được. Bán bao nhiêu tiền? Thời đó là ông mua 20 cây vàng á. Bây giờ là nếu mà bán được thì anh chịu thì em để lại 20 cây. 20 cây? Nói trong clip, người đàn ông cho biết mình cũng chẳng biết xe này hiệu gì, chỉ biết là ngày xưa ông nội để lại cho gia đình. Hồi đó ông mua 20 cây vàng, giờ nếu mà bán được thì mình cũng để 20 cây. Mình không nhớ rõ bao lâu rồi, không chạy, từ lúc mà ông để lại xe đến giờ, xe này cũng như kỷ niệm của ông thôi. Một số người còn cho rằng chiếc xe này thuộc dòng Pontiac Firebird Transam 2000. Nếu đúng là vậy thì việc bán với giá 20 cây vàng là điều hợp lý. Tuy nhiên, nhiều bình luận cũng khuyên người đàn ông không nên bán chiếc xe đi, bởi lẽ đối với ông nội anh, đây chắc chắn là một kỷ vật quý giá không thể đổi bằng tiền. Đến nay, đoạn clip vẫn đang được dân tình chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Dù không biết chiếc xe này có thực sự đáng giá 20 cây vàng hay không, thế nhưng người xem vẫn rất thích thú khi được chứng kiến một món kỷ vật đắt đỏ như trên. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hồi mỗi ngày.